vị, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tất cả các vị quan khách và quý vị phóng viên đang còn ở bên ngoài và ở cuối khán phòng, xin được mời quý vị cùng nhanh chân chúng ta di chuyển vào những hàng ghế bên trên để chương trình được phép bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được mời quý vị vui lòng di chuyển nhanh vào khán phòng và ổn định chỗ ngồi để chương trình được phép bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị.